Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, đúng theo kế hoạch mở lại đường bay du lịch quốc tế của thành phố Đà Nẵng, sáng nay, hai chuyến bay quốc tế từ Singapore và Bangkok, Thái Lan đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là sự kiện đánh dấu mốc thời gian chào đón sự trở lại của khách quốc tế đến với thành phố. Tham gia chương trình Đà Nẵng chào mừng mở lại đường bay quốc tế có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng và lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Nam. Tại sân khấu chính ở ga đến quốc tế, chương trình Đà Nẵng chào mừng mở lại đường bay quốc tế đã diễn ra các hoạt động chào mừng rất nồng nhiệt, cùng với sự tham gia của các tân Hoa hậu du lịch Đà Nẵng 2022. Nhiều hành khách cũng tham gia chương trình này, qua đó Đà Nẵng kỳ vọng khôi phục hàng không như trước COVID-19 với 31 đường bay quốc tế, giúp kết nối thành phố với các thị trường lớn trong khu vực và trên thế giới. Về phía lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để khôi phục hoạt động du lịch hàng không trong điều kiện bình thường mới với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Sau chương trình, thành phố Đà Nẵng đã chính thức đón chuyến bay SQ172 với gần 160 hành khách từ Singapore đã hạ cánh xuống Đà Nẵng vào lúc 11:05, khởi động cho đường bay thường kỳ Singapore-Đà Nẵng do Singapore Airlines khai thác. Chuyến bay VZ960 hành trình Bangkok-Đà Nẵng của Thái Vietjet do Vietjet kết nối khôi phục cũng đã hạ cánh xuống Đà Nẵng vào lúc 12:30 trưa nay với khoảng 150 hành khách. Theo đó, lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng và Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng 2022 đã đến tận cửa ra vào máy bay để đón tiếp, tặng hoa, quà lưu niệm cho hành khách. Nhiều hành khách vô cùng bất ngờ và xúc động với màn tiếp đón đặc biệt từ thành phố Đà Nẵng. Chương trình chào đón du khách của thành phố thật sự rất tuyệt vời. Chúng tôi bất ngờ khi được tặng nhiều món quà và bó hoa sắc đẹp. Chúng tôi thật sự rất vui mừng khi được đón tiếp như thế này. Trong lần đầu tiên đến với thành phố, đây chỉ là một dấu hiệu cho thấy chúng tôi sẽ có những trải nghiệm tốt đẹp tại thành phố. Với cái sự kiện hai đường bay quốc tế từ Singapore và Thái Lan lần đầu tiên trở lại Đà Nẵng sau 2 năm dịch bệnh COVID-19 là một sự kiện rất là quan trọng và nhiều ý nghĩa đối với du lịch thành phố Đà Nẵng. Và hiện nay thì Sở Du lịch cũng như các sở ban ngành, các địa phương cùng các doanh nghiệp chúng tôi đang nỗ lực để chuẩn bị các cái điều kiện phục vụ về cơ sở vật chất, về nguồn nhân lực và về sản phẩm mới để có thể phục vụ khách chu đáo và làm hài lòng khách khi đến với thành phố Đà Nẵng. Những vị khách đặc biệt trên chuyến bay từ Singapore Đà Nẵng là đoàn công tác của Informa, đơn vị tổ chức diễn đàn phát triển mạng đường bay châu Á, Rosted Asia 2022. Việc mở lại đường bay Singapore có ý nghĩa quan trọng khi sự kiện Rosted Asia 2022 bước vào giai đoạn nước rút, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đoàn công tác và khách mời của sự kiện. Còn chuyến bay Bangkok Thái Lan Đà Nẵng đưa hai đoàn khảo sát với hơn 50 lữ hành Thái Lan đến Đà Nẵng và miền Trung để kích hoạt ngay việc trao đổi thị trường du lịch ngay khi các điều kiện về nhập cảnh và du lịch tại địa phương đã thông thoáng hơn. Được biết, đường bay Bangkok sân bay Supa Nakhomi Đà Nẵng đường Vietjet Thái Lan khai thác 3 chuyến khứ hồi hàng tuần vào mỗi thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật nhằm tạo điều kiện cho du khách Thái Lan đến Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung với tần suất nhiều hơn.